Không thể nói bạn hôm nay tu thiện Thì cái thiện này có thể bù trừ tội lỗi Không thể bù trừ nhau được rồi Thiện có quả thiện Ác có ác báo Dĩ nhiên không thể bù trừ cho nhau được Nhưng tội nghiệp sâu nặng Thì tội báo này nhất định là có Ta hiện nay tạm thời Không muốn thọ các ác báo này Ta muốn đem quả thiện này Hiện ra trước Vậy thì được Điều này có thể làm Đạo lý là ở chỗ nào vậy? Duyên ta từ đây trở đi đoạn tất cả ác ta đoạn hết duyên ác đi hạt giống ác nghiệp tuy còn đó nhưng không có duyên nên nó không thể khởi hiện hành cái thiện này của ta tuy nhỏ ta tăng cường thêm duyên thiện khiến cho thiện nở hoa trước kết quả trước điều này có thể làm được cái gì nên biết nhân muốn kết thành quả trong đó phải có duyên không có duyên tuy có nhân đó nhưng quả báo không thể hiện tiền thí dụ nói hạt dưa hạt dưa là hạt giống tương lai có thể kết thành quả dưa nhưng nó cần có duyên nó cần thổ nhưỡng cần phân bón cần ánh sáng cần có nước nó phải có đủ điều kiện thì hạt giống này mới có thể nảy mầm trưởng thành tương lai ra hoa kết quả nếu như đem duyên của hạt giống này đều đoạn sạch hết rồi để nó vào trong ly trà để một trăm năm nó cũng không thể kết quả được đây chính là nói Trước đây bạn tạo tác những tội nghiệp này Tội nghiệp địa ngục A Tỳ Nhất định phải vào địa ngục A Tỳ để thọ báo Phật Bồ Tát ngày nay dạy bạn Đoạn hết duyên ác Tuy bạn có nghiệp nhân Nhưng hiện nay có thể không thọ quả báo Nói vậy là rất có đạo lý Là đem duyên đoạn hết rồi Từ nay về sau tin sâu nhân quả Không dâm dục Không nói dối Không nói hai chiều Không nói lời thô ác Tán tháng đại thừa thì duyên lập tức liền ngược trở lại rồi Cái tội đó trước đây có còn hay không? Còn Hạt giống ở trong A-la gia thức Là giống như nói Đem nó để vào trong ly trà rồi Hạt giống sẽ không bị mất đi Các chị nên biết Hạt giống thiện ác vĩnh viễn không bị tiêu diệt Gặp được duyên Nó liền khởi hiện hành Không gặp được duyên Thì vĩnh viễn cất chứa trong a la gia thức a la gia thức là cái kho chứa Thu giữ cất chứa ở trong đó vĩnh viễn không thể tiêu diệt tương lai thành phật rồi làm thế nào thành phật rồi liền có lợi ích ngay bạn có hạt giống địa ngục a tỳ thì tương lai bạn có thể vào địa ngục a tỳ để độ chúng sanh trong a la gia thức bạn không có hạt giống địa ngục a tỳ thì địa ngục không có phận bạn không thể nhìn thấy cho nên trước đây đã tạo tất cả nghiệp nhân thiện ác thành phật rồi thì tất cả đều khởi tác dụng phổ độ tất cả chúng sanh thiện ác trong chính pháp giới bởi vì lúc đó biết rõ không mê hoặc nữa rồi, đọa địa ngục là để làm gì, độ chúng sanh. Ở trong địa ngục nói lời thành thật, không có thọ khổ là thể hiện, cho nên nếu bạn không có duyên ngạ quỷ thì sao bạn có thể độ ngạ quỷ được chứ? Bạn không có duyên xúc sanh thì bạn không thể độ xúc sanh được rồi. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát hiện thân ở ba đường ác là do trong nhân địa trước đây họ tạo nghiệp của ba đường ác rồi Hiện nay nghiệp của ba đường ác có thể đem ra dùng rồi Các ngài là dùng chứ không phải là thọ báo Mà là đi độ chúng sanh Cho nên chúng ta cũng không nên hối hận Đối với việc đã tạo tất cả tội nghiệp trước đây Biết là sau khi thành Phật nó sẽ có tác dụng lớn Nếu không thành Phật thế thì vô cùng khủng khiếp Nếu như bạn cộng thêm hiện tại tạo thêm ác duyên nữa Thì bạn nhất định đến ba đường ác thọ khổ báo cho nên sau khi giác ngộ sẽ có tác dụng của giác ngộ giác ngộ chính là vào ba đường ác để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn